Có quá không? Dạ con có ạ. Thành thật khai báo luôn. Thầy quá mấy năm rồi? Dạ thưa cha, con quá từ lúc con mới được học lớp 1 ạ. Bây giờ con lên lớp ăn được 19 tuổi rồi. Vậy là quá được mười mấy năm rồi phải không? Dạ thưa cha, con nhiều bệnh lắm, con thì mấy người đi Phật nhưng mà họ... Con có đạo hay không có đạo? Con có đạo nhưng mà con mấy người đi Phật, bây giờ họ bỏ con, bây giờ con tất cả con dâng về Chúa, con dâng hy sinh về Chúa. Nhưng bây giờ con đang bệnh trong người con là 5 năm, từ thời gian mà cha về cao sáng đấy, là con bệnh quá, con đi mướn xe con đi. Nhưng con xuống được 2 lần cao sáng, rồi từ lúc cha đi Mỹ rồi là con không gặp được. Cái lúc vừa rồi con đau đầu quá, con mới nhờ người ta là cho con một cái số điện thoại của cha. Rồi con nhắn tin cho cha là mẹ con đau bệnh, mới đau đầu, cái con bị bệnh gan, với con sỏi thận. Nhưng mà con cũng dâng cho Chúa, giờ con hết tất cả các bệnh. Con mới đi khám ngày hôm qua là con hết sạch rồi, bệnh sỏi thận con cũng hết, mà bệnh gan con cũng ổn định, nó đau đầu con cũng đỡ rồi, con cũng... Bệnh quá thì hết chưa? Dạ con ở đến tới giờ luôn, con xin dâng cho Chúa nó con ở luôn. Con ở dưới Thạnh Nghĩa nhưng mà con cứ hàng ngày là con đi làm buổi sáng buổi chiều con xuống con làm việc bác ái ở dưới nhà cha Thạnh Nghĩa. Dạ. Tốt quá. Thế chị em đây cho tặng cho con cái máy 570 dặm lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót tặng cho bà quá. Con không có quá vì có Chúa ở với con luôn mãi. Đâu có quá đâu, đúng không thưa anh chị em? Mình quá là nghĩ rằng mình là ở một mình, nhưng mà mình đâu có quá vì có Chúa luôn ở với mình. Chúa chúc lành cho con, người cao xá Tây Ninh. Đây, cho một cái khóa, móc khóa cho con gái con. Ngoài, con xin cha cầu nguyện cho cháu đừng có đi, có mỗi mình con ở nhà, con buồn lắm. Ta nói mình không có buồn, có Chúa ở với mình mà cứ buồn buồn cái gì, chồng bỏ cái gì, con nó bỏ thì có Chúa đâu có bỏ con đâu. Về tặng cho con gái thì con luôn một cái bộ sách như lá thư không gửi nha, bà cha gửi cho nó rồi, không có lo, có Chúa ở với con mà chồng nó bỏ con nó có bỏ Chúa bỏ không? Rồi bà này